mộng gì xa xôi khi hạnh phúc ở đây rồi. Bao năm sống chung đôi, 10 năm của riêng trời, đâu phải là trò chơi. Em nhẫn tâm thế này, anh một mình chúa tay. Em giờ này đâu hay, con thơ không nhớ em nhiều. Xa hoa có là chi, giàu sang chẳng là gì, sao bằng. Chào tất cả anh em, hôm nay mình lại lên tiếp cho anh em một cặp loa bút sale đến từ hãng Victor nha anh em. Cặp này có thiết kế với tông màu xám bạc nha anh em, về trong tình trạng vẫn còn ok, đẹp. Góc cạnh dung dứt không bể nở nha anh em. Vỏ thùng màu xám bạc và mặt nạ đều xám bạc và lo cũng vậy. Dòng này có model là UXZ7 MD-S, có nghĩa là cái dòng này là size nhỏ. Mình cũng đã từng giới thiệu qua một bộ Z7 này, nhưng mà size em là size trung nha anh em. Công suất cặp lo mỗi thùng là 35W, trở kháng 4 ohm nha anh em. Dòng này được sản xuất tại Trung Quốc, Made in China. Số series thùng này là 570. Bên đây cũng 570. Cặp lo góc cạnh còn đẹp tất cả. Một cặp 70W trở kháng 4 ohm nha anh em. Phía dưới là một cái lỗ thông hơi bass. Dòng này thì không có dùng chạm lo, mà dùng dây tín hiệu đi từ trong thùng đi ra luôn nha anh em. Dây tín hiệu đỏ đen, rất chất lượng nha anh em. Thùng vách vuông dứt hết, không mẻ và không bể không nở hết luôn nha, đẹp hết, vuông dứt hết nha. Anh em vừa thưởng thức một đoạn nhạc bolero được thể hiện qua cặp loa này, tiếng rất chi tiết, rất là hay nha anh em. Loa lên điều 3 dãy, bass chung chép, đặc biệt là cái phần chung âm rất nổi trội, rất chi tiết nha anh em. Thùng vách nói chung tất cả còn ok, đẹp. Và dòng này về vẫn còn y căng nha anh em, mà y căng một bên nó bị rách đó, có cái bên đây nó bị rách một số chỗ do cái y căng này lưới nó quá mỏng đó, y căng đậy vô vậy đó nha anh em. Bên đây thì rách nhỏ hơn chút xíu. Đây, chính giữa có một cái logo Victor nha anh em. Rồi mình xin báo giá luôn, mình bán cặp loa này là 450.000 đồng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại mình 0938 782 092 nha anh em. Mình để số điện thoại trên góc trái màn hình, anh em có nhu cầu thì có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cặp loa trước khi quyết định mua. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình nha anh em. Anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha. Để mình đo kích thước chiều cao của cặp loa này dao động bao nhiêu nha. Cặp loa này cao là 26 năm, cao 26 năm, chiều rộng là 14 năm, chiều rộng 14 năm. Chiều sâu nếu gắn y căng là 19 năm nha anh em. Sâu 19 năm, rộng 14 năm và cao 26 năm nha anh em. Số lẻ bát này là bát 10 cm nha anh em. Một cái bát 10 cm. Màn bát thì được làm bằng nhựa polymer gân cao su zin nha anh em. Những dòng Victor này không có hư gân, gân cao su rất là chất lượng.
và một cái lo chip giấy tầm 5 cm nha anh em. Dòng chip giấy này tiếng rất là mềm mại, không chối nha anh em, rất là hay. Cọc này 70W, anh em về có thể ghép những cái amply mini hay những cục vàng có sẵn công suất vài chục watt thì mình ghép cặp này nè, ok, nghe nhẹ trong phòng ngủ hay là những cái phòng nhỏ nhỏ tầm 12 đến 15 mét vuông đổ lại nha anh em, rất là hay. Tiếng rất chi tiết. Chất âm rất là ấm nha. Và bây giờ mình sẽ thử test nhạc cho anh em nghe chất âm của cặp loa nha. Anh em chờ mình một chút xíu. Con đường xưa em đi phẳng lên mái tóc thề, ngõ hồn sân tai tê. Anh làm thơ vui, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về, trên trường anh bước đi. Có nàng hên đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Anh em vừa thưởng thức chất âm của cặp loa Victor UX7. Cặp loa này tiếng rất là chi tiết nha anh em. Bass đánh cũng khá là lực. Cặp loa đều 3 dãy nha anh em, đặc biệt là phần trung âm rất là hay. Rồi mình xin báo giá lại là mình bán cặp loa này là 450.000 đồng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại mình 0938 782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha. Mình để số điện thoại trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cặp loa trước khi quyết định mua. Rồi clip của mình đến đây cũng kết thúc. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip. Một lần nữa xin chào và hẹn anh em một clip tiếp theo.